chào các bạn. Và hôm nay là một ngày không đẹp trời lắm. Và mình vừa mới ngủ dậy, mắt còn đang sưng húp. Và hôm nay là vẫn là trong tuần, thế nên là mình dậy muộn. Và bây giờ mình sẽ ăn trưa luôn. Sáng cộng trưa gộp là một luôn. Và hôm nay mình đã đặt ship các món đồ Hàn online về cho các bạn. Và mình sẽ để link ở dưới phần mô tả để cho các bạn có thể đặt được. Và mình đặt đầu tiên là món mì tương đen này. Mình sẽ ăn thử luôn. Mì tương đen trong bát thì chỉ có một nửa quả trứng thôi và có kim chi. Bây giờ mình sẽ trộn lên. Để một lúc như là nó cũng trương lên rồi ấy. Có vẻ rất là nhiều. Mì rất là dai, sốt ngọt ngọt, không bị ngấy. Mỗi tội là hơi ít topping. Lại phải cho thêm kiểu thịt thà hoặc là cái gì đấy. Nhưng mà được. Mình sẽ ăn thử sang một món nổi tiếng ở Hàn Quốc, đó chính là thịt heo chiên xù. Trong này thì mình đã cho sốt vào rồi, thì ăn thử luôn. Ngon. Nhưng mà hơi nặng quá. Thôi cũng được. Tiếp theo là đến món mì cay, mì gà cay. Đây là miếng gà. Cũng nhiều như thế. Kinh khủng. Không biết là có thể ăn hết được không. Sợi mì rất to vì nó đã bị trương. Ừ. Siêu to khủng lồ. Ừ. Nó lại ngon á. Tuyệt vời luôn. Cay. Ngon và vẫn còn nóng. Mỗi tội là sợi mì nó trương lên nhanh quá. Nghe nghe chưa? Ngon. Tiếp đến là mình sẽ thử món gà popcorn sốt mù tạt. Đây là sốt mù tạt viên gà. Không được đẹp giống ở KFC nhưng mà thử xem sao. Sốt này nên gần giống sốt nào để trong siêu thị. Nhưng mà ăn rất là ngon. Được. Và cuối cùng là mì tóc chả cá. Rất nhiều tóc. Ăn này chắc no đến tối. Đây là miếng chả cá.
hơi bị mềm quá. Hoặc là do nóng quá nó mới bị mềm. Miếng chả cá hơi mỏng nhưng mà ăn được. Vậy là mình đã thử xong mấy món hôm nay mình order. Chắc là kể cho một chuyện là lúc nãy mình nhận đồ thì là Grab ship đến. Ship thì cũng nhanh thôi, thì xong rồi chú ý đưa cho mình, xong chú bảo là cháu ăn hết được đống này à, sao cháu ăn nhiều thế. Kiểu mặt chú rất là ngạc nhiên luôn ý. Công nhận là kiểu lúc đầu mình đặt thì cũng không nghĩ gì đâu, tại vì có tận 3 người ăn mà. Thế xong rồi kiểu lúc đổ ra thôi, bây giờ ăn thử thì công nhận là no thật. Xong rồi mặt chú ấy kiểu hốt hoảng kiểu ăn hết được à. Vậy là mình đã thử xong mấy món ở đây rồi. Thì nói chung là ăn ở nhà mà không muốn đến hàng sang chảnh thì chất lượng như này là cũng ok rồi. Thì mong các bạn sẽ có một buổi ăn rất là ngon. Bye bye.